อยเสียตามลีลาสควอนิ่งตรวจสอบตัวเรื่อยเรื่อยเพื่อสนับสนุนลีลาเสียการปราบสนับสควอนิ่งเป็นชื่อของขับปอยที่เป็นคนฮะยูตัวประมาณติดต่อเสียงจิ้งจ่าตะบอนยักษ์ตาเลยเรื่อยเรื่อยใส่ลังเป็นสนับสควอนิ่งที่เราได้เป็นสัญญาณติดเป็นเงี้ยที่เป็นเงี้ยอาเมนดีรับบาร์ร์สัตว์ยังมุดเดินเปิดช่องก้อยเปิดช่องที่โซ่เปิดที่อุลวงและที่เตะที่เละที่เอ้ยจิ้นเลยประกันXin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là bọn mình ra con đi bẻ bắp nha mọi người. Hôm nay là mùng lễ mùng 2 tháng 9 nhưng mà hôm nay là bọn mình ra con đi bẻ bắp nha. Đấy.Đây mọi người, cách đây một tháng là mình đó đi quay video ở đây đó mọi người. Và bây giờ là tới mùa phải thu hoạch bắp rồi nha. Đấy.Hôm nay là hôm qua là trời mưa rất là to luôn mọi người. Nước ở dưới lòng hồ rất là đục luôn nha. Đấy. Em mà xử lý câu tại ăn được phần to quay cái gì à mua quay chất cho luôn chả bao ôm chân này các anh mới là cặp kia bao không kìaÀ、đây là có bà chị đi tuyên đi thu mua bắp luôn mọi người nha. Đấy. Bà chị. Vừa ê. Vừa ê. Vừa ư ngạo tay ê. Tay ê cần. Tạ tạo mình nhỉ. Đợi lợn hà nó tạ tạo. Làm bạn rồi. Đây mọi người, à, năm nay bắp rất là to luôn mọi người nha. Đấy, siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Hôm nay bọn mình đi bẻ bắp nhưng mà sáng thì rất là nóng luôn mọi người. Còn bây giờ thì trời bắt đầu nó mưa. Nhưng mà nó vẫn nóng nha. Thêm đũa nhỉ?Hôm nay là bọn mình tận dụng hết công suất, hết nguồn nhân lực luôn để đi bẻ bắp mọi người. À, năm nay bọn mình đi bẻ bắp được mùa bắp nên bà chú bắp đi thu mua tận vườn luôn. นี่คุณลูกบ้ามันจะรอเอ้ยนี่คุณลักรูนมันจะรออ่ะน
sầu tia hưu. Đấy mọi người, bây giờ là trời bắt đầu nó bắt đầu mưa rồi mọi người nha. Đấy. Mưa rất là to luôn mọi người. Đấy, ở đây là một đội đi bé bạc ư đi cua tiếng Anh tiếng Ad bê cho nó tiêu ấy. Đấy. Mình à. Đấy, bên trên này có một đội nữa nè mọi người. Đấy em rap. Đúng rồi mà đẹp rồi. Thùng đã bỏ ở ăn đã đi quá, ế ớ sụ ế rã lăng mấy cái tàu. Tàu giúp tôi con, con này là tôi con ế tàu. Tàu là bật buộc lắm. Tàu là tham tra chi tức rã, tôi có ế. Gầu rồi. Vì bà rồng ơn, thiếu vui tôi cho là trao à. Bà ba ông này chứ ông. Một khai mê. Có cái một khai. Ba chứ nè. Chị ăn cái nào tao thì ạ. Chị ăn cái tao thì ạ. Chị ăn cái tao. Và đây vẫn chị tiêu tiêu. Tiêu ăn bao là tao tiêu mê. Chị ăn lên thì ạ. Chị ăn cái tao khuyên thì ạ. Bây giờ là bọn mình cũng sắp thu hoạch xong rồi mọi người nha. Còn là tầm nửa vừa nữa là xong rồi. Ui quá thấy phê ngàn lộ. Mẹ hè sao có cá tai vậy? Trời hôm nay mưa rất là to luôn nên mọi người rất là hối hả làm việc nha mọi người. Đấy. Mọi người làm việc rất là tấp nập và nhộn nhịp luôn nha. Sáng giờ là bọn mình vừa mới vận chuyển được một nửa rồi. Tăng chắc điện thoại luôn. Mày là quay tăng mắt bắn tọt, bắn tọt. Đấy. Đây là những số bao bọn người vừa mới đóng xong mọi người. Đấy. Bao đó nha mọi người rất là nặng luôn.
Năm nay bắp khá là nặng luôn. Đấy. Buổi sáng thì trời rất là nóng luôn, còn buổi chiều thì trời đất nó bắt đầu đổ mưa. Mùa này vào đúng vào dịp lễ mùng 2 tháng 9 luôn mọi người. Còn mình vừa bận để đi bẻ bắp. Và mọi người chắc là sẽ đi chơi phải không? Hôm nay là bọn mình đi bẻ bắp. Đấy, ở đây là những biệt đội trẻ con này mọi người. Hôm nay trẻ con cũng được nghỉ nên mọi người được đi theo bọn mình đi bẻ bắp luôn ở trên nương ngô mọi người nha. Đấy. Lật đây anh thùng tia tao mục. Thùng tia đây các bạn tua tao mê. Chua cho tài. Ôi ơi, thịt gần một con bạc. Thịt gần một con bạc. Thịt gần một con bạc. Thịt
nong con view ơ cái đang view à đi ra cản cả đi nãy mình đâu có tiền đâu, hát ra tôi dễ được. Cân bài. Xem xem view tên. Chị. Không phải thử. Tình ăn cái này tình ăn bạn biết luôn tôi không ăn được một chút nữa sau của anh không biết chưa chưa còn biết chưa này chú thấy được rồi ครับ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 
Mai tốn lên. Lên là cổ bao chết lên là tay. Bao tọ là tọ mỡ. Đấy mọi người, bây giờ là trời bắt đầu đó, bắt đầu đổ mưa to hơn rồi mọi người nha. Bây giờ là bọn mình sẽ tiến tranh thủ để đi bẻ xong cái bắp này mọi người. Còn bây giờ là mình xin kết thúc video của mình tại đây nha.